Hello, xin chào tất cả quý vị anh chị nhé. Em nên cho anh chị một mẫu xe đó là Ford Transit tải van đời 2006 và một mẫu xe phải nói là khá là đẹp. Cam kết với anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, sơn zin vẫn còn, cũng không còn nó không nhiều thôi, nhưng mà phải nói là một chiếc xe tải van 2006 rất là cứng, rất là đẹp luôn. Và anh chị mà đang có nhu cầu sử dụng về cái mẫu xe này thì cứ alo cho em theo số điện thoại là 0943 622 621. Và với mẫu xe như này thì anh chị không phải lo suy nghĩ về một bất kỳ cái gì cả, vì là xe đã được làm máy rất là cẩn thận và gầm bệ cũng bảo dưỡng rất là ok. Và với mẫu xe 2006 này thì chỉ cần máy chất điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn thì là quá là tuyệt vời rồi. Đây anh chị nhìn này, đấy, rất là đẹp luôn nhé, chở hàng rất là nhiều. Và chiếc xe này được đi vào phố cấm và những cái nơi mà cấm xe, cấm tải thứ là chiếc xe này thì vẫn đi được, nó chỉ có 930 kg thôi thì vẫn đi được vào thành phố cả thứ anh chị nhé, rất là đẹp. Với hai quả lốp mới đấy, anh chị nhìn này, rất là đẹp luôn này, lốp này rất là ok anh chị nhé. Và với mẫu xe như này thì anh rồi, xe khá là đẹp. Đấy, máy chất điều hòa mát, thân vỏ không lỗi, gầm bệ chắc chắn. Nói chung là bỏ với số tiền hơn 100 triệu mà mua chiếc xe như này thì khá là ok. Máy được bảo hành thì các bác không phải suy nghĩ gì rồi. Đấy, xe rất là đẹp nhé. Và anh chị có nhu cầu mua một chiếc tải van về khởi nghiệp thì cứ liên hệ cho em Khanh theo số điện thoại là 0943 622 621 nhé. Xin chào tất cả quý vị anh chị ạ.